ăn một chai cơm. Thế nên vương kiếp nhọc nhằn trên cõi phàm trần gian khó lầm than. Ngày nay nhân loại đã chê, nhưng nhờ hồng ân nên được phúc ấm. Chúa thương ban phúc dạt dào cho những người nào thống hối thật nhiều. Ăn năn nay nhất quyết con ăn năn, cầu ngài thương tha thứ cho con biết tránh xa bao là thói hư. Ngày đêm có bao nhiêu quả cấm, cam dỗ trên trần thật quá khó khăn. Sống nhờ hồng phúc Chúa ban thì sẽ bằng ngàn vượt đôi về cùng Chúa chi nhân. Ngày xưa ma quỷ cám dỗ Chúa trời ngôi hai, sau thời trai giới biến sao cho đã trở thành cơm bánh để xài. Ông hãy làm coi, và ông gieo mình xuống lũng, nghe rằng thần thiêng che chở ông mãi. Trước tôi ông hãy quỳ lạy, ông sẽ nhận được vinh phúc tuyệt vời. Đi ngay, mau hãy cút xa đi ngay, loài quỷ ma cám dỗ. Người không có nghe sao những lời chép xưa? Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời miệng Chúa phán ra. Cũng đừng thử thách Chúa ngươi mà phải lạy thờ, phụng sự một mình Đức Chúa thôi. Ngày xưa ma quỷ cám dỗ ông bà tổ tiên ăn một chai cơm. Thế nên vương kiếp nhọc nhằn trên cõi phàm trần gian khó lầm than. Ngày nay nhân loại đã chết, nhưng nhờ hồng ân nên được phúc ấm. Chúa thương ban phúc dạt dào cho những người nào thống hối thật nhiều. Ăn năn nay nhất quyết con ăn năn, cầu ngài thương tha thứ cho con biết tránh xa bao là thói hư. Ngày đêm có bao nhiêu quả cấm, cam dỗ trên trần thật quá khó khăn. Sống nhờ hồng phúc Chúa ban thì sẽ bằng ngàn vượt đôi về cùng Chúa chi nhân. Ăn năn nay nhất quyết con ăn năn, cầu ngài thương tha thứ cho con biết tránh xa bao là thói hư. Ngày đêm có bao nhiêu quả cấm, cam dỗ trên trần thật quá khó khăn. Sống nhờ hồng phúc Chúa ban thì sẽ bằng ngàn vượt đôi về cùng Chúa chi nhân.